Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin MC Phan Anh Trấn Thành lên sóng VTV cùng với con số 120 tỷ. Để làm từ thiện không phải là chuyện dễ dàng, nam biên tập viên nói. Chương trình Toàn cảnh 24 giờ phát sóng trên VTV9 vào tối ngày 10 tháng 9 đã thu hút được sự chú ý bình luận về chủ đề đạo lý và pháp lý trong hoạt động từ thiện của nghệ sĩ. Bình luận về vấn đề này, bình luận viên Gia Hiếu đã nhắc đến hàng loạt sao như Trấn Thành đăng tải hơn 1.000 trang sao kê liên quan đến số từ thiện 120 tỷ đồng trên trang cá nhân. MC Đại Nghĩa đã làm rõ về việc giải ngân 3 tỷ đồng. Bà Ngọc Hương, mẹ Hồ Ngọc Hà đã đăng đàn nói rõ từng con số chuyển tiếp từ Trấn Thành. Trong đó, Trấn Thành đã đăng tải clip giải đáp thắc mắc về số tiền kêu gọi nhưng có nhiều người đã không đồng tình với cách lý giải của anh. Một số người còn hoài nghi về tính xác thực của bản sao kê, cho rằng có chỉnh sửa, thậm chí là làm giải khiến fanpage ngân hàng Trấn Thành mở tài khoản đã bị chỉ trích thậm tệ. Chương trình cũng bình luận thêm, đúng hay sai, đằng sau những trang sao kê chỉ có người trong cuộc, người trong nghề mới nắm rõ. Thế nhưng điều mà dư luận bức xúc là sự thiếu minh bạch trong công khai thông tin, dù rằng xuất phát của những hoạt động từ thiện này đều là thiện ý tốt đẹp và nhân ái. Tiếp đó, chương trình bình luận lợi thế của người nổi tiếng có sức ảnh hưởng xã hội nên khi kêu gọi từ thiện thì huy động được nhiều nguồn lực tham gia. Hơn nữa, họ là nghệ sĩ, không phải ai cũng hình dung được rằng làm từ thiện cũng cần phải học kỹ năng tổ chức, quản lý thu chi. Từ trước đến nay, nghệ sĩ chỉ dừng lại ở việc kêu gọi, kết nối, tiếp nhận ủy thác về tình cảm và vật chất mà quên mất rằng họ còn là mắt xích quan trọng trong việc giám sát để biết số liệu tiền có đến đúng địa chỉ, đúng người cầm, người nhận hay không. Đó là lý do dù sao tung ra 1.000 tờ sao kê nhưng dư luận vẫn không mấy đồng tình việc làm từ thiện của nghệ sĩ Trấn Thành. Để làm từ thiện không phải là chuyện dễ dàng, nam biên tập viên nói. Chương trình cũng cho rằng việc kêu gọi tiếp nhận ủng hộ mà không giám sát được cụ thể chính là điều khiến cho nghệ sĩ bị chỉ trích. Bình luận về số tiền sao kê của giới nghệ sĩ, ông Trương Tiến Sĩ, giảng viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh bàn luận trong chương trình. Họ nghĩ rằng họ là ngôi sao nên họ mất kiểm soát. Họ thấy niềm tin của người hâm mộ quá lớn dẫn đến hành xử sơ suất. Ngoài sao kê để kiểm soát dòng tiền ra vào thì còn một báo cáo về thu chi, các chứng từ kèm theo. Những cái này không hề đơn giản, thành ra sao kê không nói lên được gì. Nó chỉ làm một phần thôi. Chương trình cũng bình luận rằng việc kêu gọi từ thiện xuất phát từ thiện tâm, đạo lý làm người, nhưng cách kết nối từ cho sang nhận và ngược lại không chỉ là từ tâm, không chỉ là chuyện của đạo lý ứng xử mà liên quan đến tính pháp lý trong cách vận hành, khai thác sử dụng. Khi sự việc vỡ lẽ thì nhiều nghệ sĩ đã nhận ra làm từ thiện không dễ vì ngoài đạo lý còn có pháp lý. Dẫu biết công bố sao kê lúc này cũng chỉ là chữa cháy, thế nhưng có còn hơn không, bởi dù có chậm trễ công bố hay chưa kiểm soát hết được dòng tiền, thất lạc thông tin đối chiếu, nhưng ít ra đó là những sai sót về mặt kỹ thuật, chứ không phải sai sót về mặt đạo lý, đạo đức con người. Sao kê không còn là bùa hộ mệnh của nghệ sĩ khi làm từ thiện, vì thực tế có tung ra sao kê thì nghệ sĩ vẫn đối mặt với sự tẩy chay của người hâm mộ. Bởi khi đòi sao kê nghĩa là lòng tin đã bị lung lay, VTV đã đưa ra quan điểm. Tiếp đó thì chương trình cũng dẫn dắt trường hợp của MC Phan Anh cách đây 5 năm, từng vướng phải lùm xùm ăn chặn tiền từ thiện vào năm 2016. Để chứng tỏ minh bạch, MC Phan Anh thậm chí đã tổ chức họp báo công khai số tiền quyên góp được và mục đích sử dụng. MC này còn lập website để cập nhật giải ngân 24 tỷ đồng huy động làm từ thiện nhưng vẫn không thuyết phục, không xuất hiện trước công chúng, không hoạt động showbiz, MC Phan Anh bị tẩy chay. Chương trình nhấn mạnh, sao kê chỉ là liệt kê dòng tiền đến và đi, nhưng tiền từ thiện không chỉ ủy thác thông qua tài khoản, sao kê không phải là bùa hộ mệnh khi làm từ thiện mà là trách nhiệm minh bạch rõ ràng khi sử dụng số tiền từ thiện đó. Càng không khuất tất, càng sớm minh bạch
Chỉ khi có thì mới trao đúng tinh thần của hai chữ từ thiện, giúp người đã khó, giúp bằng cả tấm lòng, sự tôn trọng và không bị vướng víu bất kỳ sự thiếu minh bạch nào là điều cần được suy xét thấu đáo, nhất là khi bão sắp vào, dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt và người dân vẫn cần sự hỗ trợ và giúp đỡ. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.